Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Tôi là bác sĩ Lương Y Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu Trường Xuân Vương rất lâu rồi. Và cái bài thuốc của chúng tôi nghiên cứu ấy hoàn toàn là bằng hương thảo dược. Trong cái bài thuốc Trường Xuân Vương, ngoài những cái dược liệu như là dâm dưng hoắc, rồi ba kích, rồi kỷ tử, rồi sâm cao vân vân, thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu một cái công trình tương đối dài để đưa các cái thảo dược khác cộng với cái đó, cộng hưởng với đó, cho nên nó mới có cái bài thuốc tốt như vậy. Cái tốt thứ nhất của nó là gì? Nó nuôi dưỡng các cái khóa, các cái nội tiết trong cơ thể tự phát triển. Cho nên cái quan điểm của tôi là chăm sóc sức khỏe sắc đẹp tự nội sinh bằng hương thảo dược công nghệ cao, thì cái Trường Xuân Vương này nó đáp ứng được cái đó. Tâm can tỳ phế thận, những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên, và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên. Bởi vậy cho nên là cái Trường Xuân Vương này, tôi xin nói một cách rõ ràng và khẳng định là cái nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt, ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy. Sản phẩm Trường Xuân Vương là một cái sản phẩm hoàn toàn được nghiên cứu từ thảo dược, cho nên không bao giờ chúng ta đòi hỏi là nó phải có kết quả ngay, mà nó phải là thời gian theo như liều chỉ định ở trong này của chúng tôi. Nhưng tôi lưu ý một điều nữa là khi dùng rồi, 2-3 tháng sau các bạn phải dùng nhắc lại thì nó mới bền vững. Chỉ là dùng thuốc trong vấn đề là nâng cao sinh lý, mà bản chất vấn đề là phải là sức khỏe. Bác Trọng là một người tôi cũng rất là ngưỡng mộ, bởi vì là một người duy nhất mà tôi thấy có tuổi nghề cao như vậy. Với cái bài thuốc này, thực ra là tôi là một bác sĩ lâm sàng và cũng đã được gặp bác Trọng và đã được bác hướng dẫn để cho sử dụng cho bệnh nhân. Vui mừng vì là những bệnh nhân đã được tiếp cận một cái bài thuốc có hiệu quả trong quá trình điều trị. Cái sức khỏe sinh lý nó được cải thiện và sức khỏe của bệnh nhân cũng được cải thiện rất là nhiều. Đối với cái sản phẩm này thì thành phần của nó là bao gồm ba kích, như là nhục thung dung, như là dâm dương hoắc. Bí quyết của các cái sản phẩm y học cổ truyền là những bí quyết về sao tổng những các vị thuốc và phối kết hợp với nhau. Đây là những cái sản phẩm mà trong lúc hiện nay, với thực trạng tình hình sức khỏe nam giới, sức khỏe tình dục nam giới trên thế giới và Việt Nam đã 20 năm nay là sự báo động. Ngay từ năm 2000, tôi đã có những nghiên cứu của Bộ Y tế cho phép tôi nghiên cứu về cái chất lượng về tinh trùng của nam giới Việt Nam. Có một cái tỷ lệ 100 em, 100 tinh trùng ở tuổi 18-19, mất 17 em là không làm bố được. Đây là câu chuyện của năm 2000, nhưng bây giờ qua rất nhiều nguyên nhân hiện hữu về ô nhiễm môi trường nữa thì vẫn có thể là ngày càng suy giảm hơn nữa. Trên thế giới, Việt Nam có các công trình nghiên cứu về số lượng chất lượng tinh trùng của nam giới ở những người sinh năm 80 và thanh niên sinh năm 2010. Thì một sự sụt giảm kinh khủng và ghê gớm lắm. Bây giờ nhu cầu của xã hội nâng cao sức khỏe nam giới, nâng cao sức khỏe tình dục nữ giới, sử dụng sản phẩm này, chúng ta đây là có nguồn gốc từ dược thảo, đã an toàn và có thực tế của bác sĩ Trọng đã dùng rồi. Và kinh nghiệm của tôi 15 năm hoạt động trong lĩnh vực dược thảo, tức là các cái thực phẩm chức năng, thì chúng ta có thể dùng theo cái liều quy định của hướng dẫn sản phẩm. Đây là sản phẩm mà có thể cộng đồng chúng ta sử dụng và nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.